sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi Covid-19, thị trường bất động sản Việt Nam có nhiều biến chuyển sôi động. Nổi bật trong thời gian qua là các dự án lớn của tập đoàn Novaland như Aqua City, Nova World và Lakeview City đều đã nhận được sự chú ý của nhiều nhà đầu tư bất động sản. Với tầm nhìn chiến lược của mình, tập đoàn này đã đầu tư dàn xe Dika hàng thương gia của công ty Dika Limousine để đưa đón khách tham quan dự án. Việc đầu tư này cũng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, đồng thời khẳng định đẳng cấp của thương hiệu Novaland. Đây sẽ là phương tiện xứng tầm, tạo không gian thư giãn thoải mái, góp phần tạo nên thành công trong những chuyến tham quan thực tế dự án. Điểm nổi bật của xe là không gian nội thất hoành tráng, kết hợp hệ thống đèn đa sắc RGB, ghế ngồi sử dụng chất liệu da thật, có thể điều chỉnh tư thế ngồi ngả thư giãn. Mang đến sự thoải mái cho khách hàng trong suốt hành trình di chuyển. Ngoài ra, xe còn trang bị nhiều tiện ích như Wi-Fi, TV thông minh, đáp ứng nhu cầu giải trí và phát thông tin về các dự án để nhà đầu tư có thời gian nghiên cứu trong quá trình di chuyển. Nét đẹp trong kinh doanh không đơn thuần là bán được hàng, mà còn là truyền cảm hứng về bản sắc văn hóa công ty, lan tỏa sự hiếu khách và đặt quyền lợi của khách lên hàng đầu.